Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách tự làm bánh cuốn ngay tại nhà, đơn giản nhất, dễ làm nhất để trong những ngày dịch bệnh đang phải cách ly như thế này, khi mà mình không thể ra ngoài cũng như là không thể mua được cái đồ ăn sáng, thì ngay tại nhà các bạn cũng có thể tự tay làm cho gia đình mình được một đĩa bánh cuốn thơm ngon để ăn sáng hay là ăn những bữa phụ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng chuẩn bị nguyên liệu để làm món bánh cuốn nhé. Nguyên liệu bột cho món bánh cuốn thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị bột. Với phần bột, nếu như các bạn, gia đình các bạn ít người hay nhiều người ăn thì tùy các bạn làm liều lượng nhé. Nhà mình thì có 3 người lớn và 2 trẻ em. Mình sẽ sử dụng là 200g bột gạo. Các bạn có thể sử dụng bột gạo mình mua đóng gói sẵn hay là bột gạo tẻ các bạn đi nghiền cũng được. Với 200g bột gạo thì mình sẽ sử dụng thêm 50g bột năng. Tiếp theo là 600ml nước ấm, khoảng tầm 50-60 độ, một chút xíu muối nữa nhé. Với phần nhân thì mình sử dụng nhân thịt, thì mình sẽ chuẩn bị 200g thịt băm và 50g mộc nhĩ. Mộc nhĩ thì mình sẽ ngâm nở, sau đó thì mình cũng sẽ băm nhỏ mộc nhĩ ra nha các bạn nhé. Bên cạnh đó thì các bạn chuẩn bị cho mình những cái gia vị như là mắm, muối, hạt nêm, tiêu. Và bộ khuôn làm bánh cuốn thì bộ khuôn này các bạn có thể mua ở trên Shopee hay là ở trên Facebook, mình thấy các bạn ấy bán rất là nhiều, gồm có một miếng vải, một cái đai và cái thanh tre để mình lấy bánh cuốn. Thì về các bạn chỉ việc cho vào nồi, các bạn phủ cái miếng vải này lên, các bạn xiết đai vào là mình sẽ có thể tự tráng bánh cuốn ngay tại nhà được. Các bạn có thể tráng bánh cuốn bằng chảo chống dính, thì trong kênh Món Ngon Gia Đình của mình cũng đã có video hướng dẫn tự tráng bánh cuốn bằng chảo chống dính rồi nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi thực hiện. Trước tiên thì mình sẽ làm hành phi, mình tự làm hành phi. Hành thì các bạn có thể đi mua hành sẵn, nhưng mà bây giờ mua thì chắc là rất là khó, cho nên là các bạn sẽ bóc cho mình khoảng tầm 100g hành khô, sau đó thì mình sẽ thái miếng, thái lát cái phần hành khô này ra để tí nữa thì mình sẽ phi hành. Hành mình tự phi ở nhà thì biết cách phi hành cũng rất là giòn và thơm ngon nữa. Ở đây thì hành mình đã bóc rồi, và bây giờ mình sẽ đem mình thái nhỏ, thái mỏng cái phần hành này ra để một lát nữa mình phi nhé. Mình sẽ thái hành có độ dày vừa phải, không mỏng quá mà cũng không dày quá nhé các bạn nhé. Như vậy là mình đã thái xong được cái phần hành, thì bây giờ mình sẽ đem đi phi. Mình chuẩn bị một cái chảo, sau đó thì sẽ cho nhiều dầu ăn một chút. Mình đổ dầu ăn vào chảo và sẽ chờ cho cái phần dầu ăn này nó nóng thì mình sẽ đổ hành vào. Sau khi dầu ăn đã nóng, bây giờ mình sẽ cho cái phần hành mình đã thái vào chảo nhé. Mình sẽ để lửa mình phi cho tới khi cái phần hành của mình nó bắt đầu vàng là được. Các bạn cho nhiều dầu một chút, ít dầu quá thì hành của mình nó sẽ dễ bị cháy, nó cũng không được vàng nữa. Mình sẽ phi hành cho tới khi thấy hành của mình bắt đầu se lại và đã hơi chuyển sang màu vàng rồi thì mình sẽ tắt bếp đi nha các bạn nhé. Chỉ cần hành chuyển sang màu hơi vàng là mình sẽ tắt bếp đi, sau đó thì cái hơi nóng từ dầu nó sẽ giúp cho hành của mình nó vàng rộm hơn, đều hơn. Nếu các bạn để lửa để chờ cho hành vàng hẳn thì nó sẽ bị cháy. Nó mình tắt bếp đi và mình sẽ tiếp tục mình đảo đều nhé. Và đây là cái phần hành của mình đã phi xong rồi các bạn, hành rất là vàng giòn. Bây giờ thì mình sẽ đi pha bột. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị là 200g bột gạo nhé. Mình sử dụng bột gạo đóng gói sẵn mình mua ở những cái cửa hàng người ta bán đồ làm bánh các bạn ạ. Mình dùng cái này thì nó tiện hơn. Với 200g bột gạo thì mình sẽ pha thêm 50g bột năng vào. Tiếp tục mình sẽ cho một chút xíu muối thôi. Mình trộn đều lên, sau đó thì sẽ cho vào 600ml. Khoảng tầm 5 cho tới 600 cũng được các bạn nhé. Nước này thì nó hơi ấm. Sau đó thì mình sẽ trộn đều để cho cái phần bột của mình nó được hòa tan hết. Các bạn khuấy cho nó tan hết bột ra, nó không bị bón cục bột nhé. Sau khi khuấy tan bột xong thì mình sẽ để cái tô bột của mình nghỉ chừng khoảng 30 phút.
Và trong thời gian đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi xào phần nhân. Cái chảo mà khi nãy mình phi hành thì mình sẽ đổ bớt dầu ăn ra, sau đó cho lại một thìa dầu ăn và sẽ cho hành, cái phần hành mình đã băm nhỏ vào để phi thơm lên. Sau khi đã phi thơm cái phần hành băm thì mình sẽ cho cái phần thịt mà mình đã băm nhỏ vào để mình xào đều lên. Xào cho nó chín cái phần thịt này lên nhé. Phần thịt đã chín thì mình sẽ đổ cái phần mộc nhĩ mình cũng đã thái và băm nhỏ vào xào chung cùng với lại thịt băm. Sau đó thì mình sẽ nêm vào một thìa cà phê muối, một thìa cà phê mì và một chút xíu tiêu để cho cái phần nhân của mình nó có vị đậm đà hơn và nó cũng sẽ thơm hơn. Sau khi nêm gia vị xong thì mình sẽ đảo đều thêm tầm khoảng 1 phút nữa để cho gia vị thấm đều vào phần nhân thịt. Sau đó thì tắt bếp đi và chút cái nhân của mình ra một cái bát. Để một lát nữa thì mình sẽ cho vào làm nhân của bánh cuốn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nồi hấp nha các bạn nhé. Ở đây thì mình đã phủ cái khăn tráng bánh lên trên một cái nồi, sau đó thì mình siết đai chặt vào rồi. Bên dưới thì mình sẽ đổ nước và cái mực nước thì cách cái mặt khăn của mình khoảng tầm 15-20cm. Sau đó mình sẽ bắc lên bếp và mình bật bếp mình đun. Trong quá trình đun thì mình sẽ đậy vung lại để cho cái hơi nước nó nóng, nó bốc lên ướt cái tấm khăn tráng bánh của mình nhé. Khi cái mặt khăn nồi tráng đã nóng và đầy hơi nước thì mình sẽ múc một cái muôi bột mà mình đã pha. Bột này thì mình đã để nghỉ 30 phút là đủ thời gian rồi. Thì mình sẽ múc và mình tráng một lớp mỏng lên trên cái nồi. Sau đó thì sẽ đậy vung lại, chờ cho cái phần bánh này nó chín thì mình sẽ lột bánh ra nhé. Khi bánh đã chín thì mình sẽ dùng cái thanh tre và mình sẽ lột cái phần bánh lên. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa hoặc là một cái mâm, thì mình sẽ xoa cái lớp dầu ăn lên trên cái bề mặt mâm đấy. Sau đó thì mình lột cái bánh này ra và mình trải bánh lên trên mâm để cho nó không bị dính xuống dưới mâm. Lúc đầu mình đổ nó chưa được quen tay lắm nên các bạn chỉ cần đổ sau khoảng 1-2 lần là nó sẽ quen tay thôi. Sau khi đã tráng được một cái bánh thì mình sẽ cho phần nhân vào, sau đó thì cuốn bánh lại nhé. Mình tự làm thì nó có thể là nó không được đều tay, không được đẹp như ở ngoài hàng, nhưng mà lại đảm bảo và thơm ngon nữa. Các bạn chỉ việc cho nhân vào, sau đó thì mình cuộn cái bánh mà mình vừa mới tráng lại là được. Và như vậy là mình đã có được một cái bánh cuốn nhân thịt rồi đấy. Sau khi cuốn xong cái thứ nhất thì cái thứ hai của mình cũng đã chín rồi. Lúc này thì mình sẽ lại tiếp tục mình lột lên nhé. Mình nhẹ nhàng, mình khéo tay một chút là được các bạn ạ. Tiếp tục mình sẽ đổ thêm một cái nữa và mình đi cuốn nhân thịt vào cái vừa lấy ra. Sau khoảng 1-2 lần là mình sẽ quen tay hơn các bạn ạ. Bánh lấy ra thì mình cũng sẽ cho nhân thịt vào và mình cuốn lại là được nhé. Tiếp tục cái bánh thứ ba của mình cũng đã chín rồi thì mình sẽ lột ra nhé. Sau đó thì sẽ tráng thêm một cái khác và cái này thì mình sẽ cuốn nhân. Và các bạn cứ tiếp tục làm như thế cho tới khi hết cái phần bột của mình nhé. Rất là đơn giản, rất là nhanh thôi các bạn ạ. Và như vậy là mình đã vừa tự tay làm xong một đĩa bánh cuốn nhân thịt rất là ngon rồi. Bánh cuốn này thì các bạn pha nước chấm chua ngọt tùy theo khẩu vị của các bạn. Có đường, có chanh và các bạn pha cùng với lại nước mắm. Và mình sẽ ăn kèm cùng với lại rau sống, chả hoặc là giò nhé. Khi sắp bánh ra đĩa thì lúc này mình sẽ rắc thêm hành phi. Hành mình đã phi từ ban đầu nhé. Các bạn để hành nguội, sau đó thì mình sẽ buộc kín hành lại thì hành của mình nó sẽ giòn rất là lâu. Mình sẽ rắc hành lên trên bánh nhé. Bây giờ thì mình sẽ chỉ việc thưởng thức thôi. Như vậy là mình đã có được một đĩa bánh cuốn tự tay làm tại nhà, cực kỳ thơm ngon, hấp dẫn, cách làm vô cùng đơn giản. Các bạn hãy thử vào bếp và bắt tay vào thực hiện món bánh cuốn này nhé. Chúc các bạn làm thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.